này là bao chưa đâm đụng luôn nha, không có ngập nước gì nha. Sườn zin nè, không có đâm đụng gì nha. Cột zin, bánh đồ zin hết á. Anh em mà có mua lại xe cũ thì các bạn nên coi xe cho kỹ nha. Tại vì cái xe này của mình là cái xe đã sau một cái lần tai nạn rất là nặng. Và hiện tại là mình đã khôi phục nó về trạng thái y như ban đầu. Thành thế ra là có nhiều bạn hỏi mình là cái cách xem xe, mua xe cũ làm sao để biết là xe đó có tai nạn hay không. Thì mình nói các bạn là thật sự là khó có thể biết được lắm. Nếu mà người thợ mà làm mà người ta đã làm lại hoàn toàn mọi thứ thì chúng ta khó xem lắm. Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ làm một lần hai chiếc luôn. Chiếc Honda, chiếc Yamaha. Thì đây là chiếc Honda Winner X150, bên kia là chiếc Yamaha R15. Tại sao ngày hôm nay mình làm cái video này? Nó có nguyên nhân vậy nè. Chê ông này bị chê nhiều rồi đúng không? Lọc nhớt nè, đầu lột cam nè, rồi TB nè, rồi IC nữa ha, tùm lum thứ đó. Ông này làm nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay phải khen. Ngày hôm nay làm video clip là khen mấy ông Winner nè. Ở đây xe của Phương đang làm Winner cũng nhiều lắm. Phương làm Winner nhiều lắm. Winner nè. Hai. Winner ở đâu rồi? Bên kia nữa không? Bên nhà anh kia nữa phải không? Nhà kia hai chiếc nữa. Bên này một chiếc nè. Hai chiếc nè. Là của Phương làm. Xe kia là của mình. Rồi thì ngày hôm nay khen cái gì? Khen cái thiết kế của xe Winner. Trước khi khen, mình sẽ cho các bạn coi cái video clip cái xe này trước khi mà sửa. Xe này hiện giờ sửa chưa xong ha, sửa nó mới hoàn thành công đoạn khoảng 70% thôi. Mà đã làm video clip rồi, tại vì nó phần chính nó xong hết rồi. Giờ còn mấy cái phần phụ như dàn áo, ốc vít bên ngoài thôi, cái đó đơn giản. Cái đó thì không có cần phải làm clip. Còn cái xe kia cũng sửa xong rồi, giờ chỉ có gắn dàn áo thôi. Xe kia sửa xong rồi gắn dàn áo. Thì hai cái xe này đều là hai cái xe bị tai nạn. Và nó sẽ tai nạn như thế nào thì giờ mình sẽ cho các bạn coi cái clip cũ của chiếc xe Winner này lúc gặp tai nạn chuyển về cho mình. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình cho các bạn coi tiếp. Thì các bạn đang thấy là đây là chiếc Winner X sau vụ tai nạn các bạn. Gần như là tất cả những cái bộ phận trên xe và chi tiết trên xe đều bị biến dạng rất là nặng ha. Nặng nhất vẫn là cái dàn chân, từ mâm phuộc chản ba cho tới các chi tiết dàn nhựa bên ngoài đó các bạn. Hư hỏng rất là nặng nha. Còn đây là cái mớ hình ảnh mà chủ xe gửi cho mình khi mà nó bị tai nạn xong, gửi cho một cái tiệm sửa xe ở gần đó để chuẩn bị sửa. Mà có điều là do là ở Đồng Nai họ không có đủ đồ, với lại là không có điều kiện để mà sửa cái xe này. Thành ra là họ mới kêu là sẽ chuyển về cho mình. Thì đây là quá trình mà mình bắt đầu tiếp nhận và sửa chữa cái xe này tại chỗ của mình. Rồi, sau khi các bạn đã coi clip cái xe này lúc mà bị tai nạn chuyển về cho mình ha. Thì bây giờ các bạn sẽ coi cái clip cái xe kia lúc bị tai nạn chuyển cho mình. Tin nhắn cái xe kia chuyển cho mình và các video clip chủ xe, hình ảnh chủ xe gửi cho mình. Các bạn sẽ xem video clip về chiếc R15 khi nó bị tai nạn. Đây là chiếc xe Yamaha R15 sau khi bị tai nạn. Thì chỉ gần như là bị hư hỏng nhẹ ở cái phần dàn đầu, đầu đèn và cái mấy cái ốp dàn đầu thôi các bạn, chứ không có bị gì nhiều. Đây là hình ảnh cái xe R15 sau vụ tai nạn và cái đống đồ mà mình được anh bạn chia lại cho mình giá rẻ. Sau khi anh em coi tất cả video clip hình ảnh của chiếc Winner 150 bị tai nạn và chiếc R15 bị tai nạn, thì bây giờ mình sẽ nói mình khen cái Winner này ở điểm nào. Các bạn thấy rõ, trong cái quá trình mà bị tai nạn xong, chiếc Winner này bị nặng hơn. Mà mình không phải là mới một chiếc xe này mình làm clip đâu, mới có một chiếc mà mình làm đâu, đã có nhiều cái xe mà mình thấy rồi, anh em làm, rồi Phương làm, rồi học viên của mình làm, rồi bản thân mình cũng gặp nữa. Thì cái Winner này nó bị tai nạn, cho dù nó nặng cỡ nào thì cái sườn nó vẫn tốt các bạn. Cái sườn và dàn chân của nó cũng rất là tốt. Cho nên là các bạn, nếu các bạn thực sự lên mấy cái diễn đàn trên mạng, hay mấy cái website, hay mấy cái fanpage, hay là mấy cái Facebook hay group á, ở trên mạng á, thì Winner này bị tai nạn cũng nhiều lắm. Nhưng mà đa phần thì cái tai nạn của Winner, cho dù nó nát be, nát bét thì cái sườn nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà còn mấy ông Yamaha thì đúng thiệt, cái xe này bị tai nạn không nặng bằng chiếc Winner này đâu. Tai nạn chiếc Winner này xảy ra chủ xe bị thương cũng nặng lắm. Chiếc xe kia chủ xe bị là chỉ có choáng váng ngất thôi. Xe này thì là cái động cơ nó là tăng công suất rồi. Xe này là nó lên cái động cơ tăng công suất và chủ xe này chạy cũng phải gọi là máu liều dữ lắm nha. Chủ xe này chạy, chủ xe này là mình, hàng em này là mình đã làm cho nó chiếc Ad và chiếc R15. Thì chủ xe này cũng chịu chơi lắm, chạy trong sân đua rồi tùm lum hết á. Thì
chạy rất là dữ, đụng xong cái chủ xe chỉ bị choáng xỉu thôi, không bị gì hết, không bị, chủ xe vẫn lành lặn bình thường, chủ xe bên kia bị nặng hơn. Thì chiếc xe này sau khi đụng xong, cái sườn này nó bị thụng đi 15 phân, có nghĩa là phần này nè nó cụp vô 15 phân. Các bạn nhìn thấy cái dấu cháy sơn nè, là cái xe này mình đã đi ép sườn rồi. Cái chản ba cái phuộc này nó giặt luôn, nó giặt cái chản ba cái phuộc này, công chản ba thì mình cũng đi ép cái phuộc này lại, mình chỉnh cái chản ba này lại ha. Bể ô khóa đây thì cái sườn này nè nó thụng vô tới 10 mấy phân á. Cũ tiếc cái là lúc mà khi rã ra mấy đứa em đi làm mình lại không có quay clip, nhưng mà các bạn thấy nguyên cả cái vùng sơn này là cháy sơn á, mới vừa ép nông cái sườn này ra các bạn, nó cụp cái đầu này luôn, cái bánh này nè là nó muốn đụng vô trong này luôn, cái bánh này nó đẩy vô trong này luôn. Còn chiếc Honda Winner này mặc dù nó đụng tới một cái mức độ là các bạn nhìn ha, giờ mình sẽ cho các bạn coi cái thiệt hại của Winner nè. Đây là cái mâm trước, thôi lượm từng món này mà, đây là cái mâm trước nè, nó thụng cái mâm mà tét cái mâm luôn ha, một cái mâm ra đi. Tới cái mâm sau các bạn, cái mâm bánh sau á, khi mà bánh trước nó bị vậy mà bánh sau mà nó bể cỡ này thì các bạn nghĩ nó đụng cỡ nào. Bánh sau á nó nổ luôn, nó nổ luôn, nổ mâm luôn, cong cái mâm luôn, vậy luôn là cái bánh sau. Rồi bỏ ra, bỏ qua bên đi em bỏ qua bên em bỏ xếp nó qua bên luôn. Rồi tiếp tục dồn nó vô góc đi, từng món hư dồn cho nó gọn cái này. Rồi cái ghi đông nè, ghi đông này nó cụp nè, cụp móp cống ghi đông cái ở đây nè, các bạn thấy không, cụp móp luôn. Rồi thay cái ghi đông, cái ti ben này nó gãy ti ben luôn, hư cái ti ben luôn, bỏ ti ben, bỏ qua đi Huy. Cái dè sau này gãy nè, hư cái bát dè sau, bỏ luôn. Rồi cái phần mâm sau nó đụng cong cái đĩa, cong cái đĩa thì cho nên con heo này mình nghĩ là cái bát này nó cũng bị giật, cho nên mình tạm thời mình bỏ ra đi, mình sẽ kiểm tra nó lần sau. Trong xe khác, xe hoặc là xe này sau khi ổn định mình sẽ kiểm tra cái đó. Rồi đây là cái kết nước nè, nó gãy cái kết nước luôn, gãy nát cái kết nước luôn, cày nát cái kết nước luôn ha. Rồi về phần cái động cơ á thì cũng bị nặng nha anh em, động cơ bị rất là nặng. Đây cái lốc này là phía bên cái phần hên là nó bị, không phải là cái lốc số máy, cũng còn may, cũng còn may là vụ này không có bị số máy cho nên đỡ phiền, là nó bị gãy cái phần bát bắt cục đề, để đây nè, gãy nè. Rồi bể cái bát treo máy, bể bát treo máy thì do là cái phần lốc bên này nó không có liên quan tới số máy cho nên là mình thay luôn cái lốc này, thay luôn cái lốc này. Đây là đống đồ máy cũ mình đã làm lại cục máy rồi. Rồi đây đồ nó bị nè, một cây phuộc thì mấy đứa em nó lại dọn dẹp nó bán dây chai, còn cây phuộc này các bạn thấy không, đụng tới cỡ mà gãy cái mâm luôn, gãy một bên cây phuộc luôn, mà cây phuộc này nó mới mớp nhẹ cây này, còn lại cây, còn cái kia hư rồi, tụi nó giục bán dây chai rồi. Rồi đây là cái chản ba cũ nè, các bạn nhìn chản ba nè, cái chản ba này bằng thép nó bắt còn 4 con ốc, mà các bạn nghĩ đi, nó bung cỡ này thì chủ xe nó làm sao đó, nó quát tày quậy luôn. Rồi chưa kể nó cong cốt trên này nữa, nó cong cốt trên này nữa, nó niễn luôn, nó niễn bên, các bạn thấy không. Rồi bỏ. Rồi tiếp tục cụm ổ khóa bể, gãy cái đuôi ổ khóa gãy đuôi ổ khóa, không có bán cái đuôi rời cho nên mình cũng phải bỏ luôn, nó bung lò xo ở trong rồi. Đây là cái cụm heo trước, tại vì giờ mình mua đồ rã có cho nên là mình thay nguyên cụm luôn, người ta bán nguyên cụm á, chứ còn mấy cái này là không có hư. Có thể là nó cong cái bát sắt này thôi, cong bát sắt này thôi, nó cày con heo này xuống đường nè các bạn, gãy luôn cái bát phuộc còn dính đây luôn nè, ốc phuộc bát phuộc còn dính đây luôn nè ha. Đó văng luôn miếng bố thắng rồi luôn, bung miếng bố thắng rồi luôn đó, bung hư bố thắng luôn. Rồi đây là cái bát chịu cái đầu đèn trước banh sát, đây là cái con heo sau mình mua linh kiện, tại vì mình đồ rã trên mạng bán á, mình hay mua để mình sửa mấy cái xe tai nạn cho mấy anh em lắm, anh em quen. Rồi mấy cái này đồ cũ cao su đùm thôi, xong đó, đó là phần ngoài ha. Thì hiện giờ là mình đã mua cái kết nước rồi nè, mình mua bô e mới nè, cái hộp bình nó bể nè, văng mất cái bô e rồi. Đây nó lủng tới cái lốc nồi mà tới cái đế chuồng heo trong nó kẹt vậy nè, không tháo được cái bố ra luôn các bạn, nó mớp luôn á nè, các bạn thấy không, nó mớp, đập vô đây nó mớp cái chuồng heo luôn, có nhớ cụm nồi này đi bụi luôn, cục motor đề nát luôn đó. Rồi đây cái lốc nồi nè, cái lốc nồi các bạn thấy bể nè, cày bể luôn, banh luôn cái lốc nồi luôn, đâu có còn cứu chữa gì được nữa đâu, để đi nghiên cứu ba dù lọc nhớt, nghiên cứu sao ha. Đó rồi bô e mất luôn, một số đồ trên xe mất luôn. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn coi cái sự thiệt hại của xe này và tổng kinh phí để sửa lại xe này và lý do tại sao sửa lại, khi mà có kinh phí mình sẽ nói ha. Xe Winner ít tai nạn nè, phuộc trước nè, rồi đầu tiên là phuộc trước nè,
chẵn ba nè, ghi đông nè, cặp mâm nè, bộ thắng dĩa trước sau nè, hai đĩa trước sau nè, cặp gác chân nè, cái gác chân gãy rồi, văng mất rồi, trong cái clip cũ các bạn thấy đó, cái clip nãy các bạn thấy đó, đầu đèn đồng hồ là bể hết đầu đèn đồng hồ luôn, ổ khóa bao tay với gù, ổ khóa bao tay với gù là coi như xong, bi dán cổ bể, cốt bánh trước gãy, lốc nồi lốc giữa củ đề cụm két nước, nguyên cụm bộ nồi, bộ nhựa học bình, bô e lọc gió, nguyên một cây bô luôn, cây bô là coi như mất hình mất dạng luôn. À, cản tay nắm sau, banh sát, nguyên cụm kim phun họng ga là nó bị gãy các bạn, nó chọt vô sao nó gãy á. À, rồi à, dắt được cảm biến oxy, nó đứt, nó kéo đứt dây điện luôn, làm lại nguyên một cục máy, nhông sinh dĩa, bộ công tắc, kèn phun vàng áo về sau. Thì giờ tổng thiệt hại cái xe này mà khi mua đồ rã gắn lại các bạn, mua mấy cái đồ cũ á, mình đã mua rồi, mình mua được đồ rã đèn nè, hiện tại giờ mình đợi cái vàng áo gửi về thôi, mua đồ rã đèn nè, mua được cái đồng hồ đồ rã nè, đồng hồ có ABS luôn. À, xe này cũ có ABS mà không biết sao chủ xe người ta tháo bỏ ra ABS, người ta bỏ bộ ABS cho nên trên xe không có các bạn. Thì mình đã mua lại cặp mâm, giờ mình đang đợi bộ vàng áo với bộ ABS đem về đó. Mâm ha, heo dầu thắng đĩa, bát gác chân bên này có, ốc gãy còn này nè, cái bát này nó, mình chưa hơ ra luôn nè, mình chưa có hơ cái bát này ra luôn nè, cái sườn nó chỉ bị duy nhất chỗ này thôi, là nó cày cái này xuống cong cái này thôi, cong cái này gãy ốc trong này luôn, ốc còn gãy dính này luôn nè, đó là mình chưa hơ lại cái này với mình chưa lấy ốc gãy này ra thôi, còn lại cái sườn này không bị gì hết, sườn này nguyên vẹn toàn bộ luôn, không có thụng sườn, không có mớp sườn, không có bị gì bất cứ dính sườn nào hết, mặc dù ghi đông rồi là banh sát hết rồi. Ha, mâm này là mình mua đồ rã, vỏ cũng mua đồ rã luôn, mình gắn lại bộ thắng luôn. Cái đĩa này mua đĩa cũ rồi mài lại nè, mài Huy lấy đồ chùi cái đĩa đi Huy để nó xét em. Đó, đĩa trước cũng mua đồ rã luôn, mài lại nè, ha, heo dây nè, nãy giờ nói nè, phuột nè, chẳng ba nè, ha, mua đồ rã hết toàn bộ. Cái bát này mình mua cái bát rã luôn, mới luôn. À, bát này ghi đông cụm thắng kết nước. Rồi mình mua được một cục máy rã mình sửa. Thì tổng thiệt hại mà sửa cái xe này tới thời điểm bây giờ các bạn là nó lên tới con số 18 triệu. Là bao gồm mà tất cả những món đồ rã liệt kê, ngoại trừ cái sườn dưới gấp thôi. Thì có bạn sẽ nói là sao cái xe Winner X giờ xe cũ cũng khoảng chừng hai mấy triệu à, mà cái xe này sửa 18 triệu là rẻ rồi nha các bạn. 18 triệu là mua đồ rã không á, là tính giá là gọi là anh em quen biết để mà sửa đó. Chứ còn thực tế xe này sửa là phải cộng số trên 20. Nếu mà tính đúng nha, bộ ABS nè, bộ ABS với vàng áo không, hiện tại giờ là đã lại gần 6 triệu rồi. ABS với vàng áo là gần 6 triệu rồi. Cặp mâm nè, phục trước nè, chẵn ba nè, ghi đông nè, các bạn tính đi. Rồi nguyên cục máy này, giờ bữa nay làm cục máy này cũng gần 8 tới 10 triệu nữa. Bèo bèo cũng phải 8 triệu, không là chục triệu. Chưa kể đồ bể, đồ hư nữa, sửa nguyên cục máy luôn. Sửa nguyên cục máy lại luôn, tại vì nó cũng máy cũ nó bào hết trơn rồi, hư hết đầu lòng nè, mình còn dục kia. Nó đầu lòng cũ nè, rồi đóng đồ máy cũ nè, mua nguyên cục máy về để lấy đồ rã cái cục máy này luôn, sửa cục máy này luôn. Đó. Thì thành ra là tới thời điểm hiện tại là xe này thiệt hại 18 triệu. Nhưng cái làm video clip này là mình muốn khen cái xe Honda, cái sườn quá tốt. Mặc dù mình nhìn cái sườn bên này nó mỏng manh hơn cái sườn bên kia rất nhiều, sườn kia bản nó to vậy nè, sườn bên này bản chút xíu à. Không, sườn bên kia rất là to. Mà chiếc xe kia giờ các bạn coi nè, xe này cong cái tay thắng nè ha, cong cái tay thắng. À, hơi méo cái phuộc chẵn ba lệch, chỉnh lại được. Rồi, bể cái dàn đầu, bể dàn đầu đây, đồ của chiếc xe R15 đây. À, cái dè nè. À, bể dàn đầu, bể cái dè này, cày cái dè này. À, gác chân rồi các bạn thấy không? Gác chân rồi nè, nguyên vẹn hết, không bị gì hết á. Không bị gì hết trơn á. Mâm trước thì nó bị quanh nhẹ, mình cũng có mua mâm này cho xe này rồi. Đi ép thì nó cũng không có ngon cho nên mình có cái mâm rẻ mình mua luôn. Rồi. Gác chân bên này cũng không bị gì luôn. Xúc ra à, chỉ bị cùi cái con này thôi, cày bên này ha, cùi cái một cái cục gác chân này thôi, rồi tháo ra đem về. Thì cái xe này bị các bạn thấy nè, nhẹ hơn xe này nhiều luôn. Tổng thiệt hại xe này sửa thì này, chủ xe em nó mua đồ, nó lên cái đầu này, nó mua cái đầu cho mình, nó mua cái dè cho mình, rồi mình chỉnh sửa phuộc chẵn ba thôi, thì xe này thiệt hại nhẹ thôi. Mà cái sườn đi làm cái sườn này cả triệu bạc các bạn, nó cụp cái sườn nè, cụp ngay ống này nè, đi sửa lại cái sườn, bi chán cổ thì không hư, chỉ bị cụp cái ống sườn thôi. Vậy thì chứng tỏ là một điều là xe Honda cái dàn sườn nó quá tốt. Xe Honda dàn sườn anh em nhìn nè, cái chẵn ba này nè, nó mỏng vậy nè, nó mỏng nó bự ha. Còn chẵn ba Winner các bạn nhìn nè, nó khủng hoảng không, chẵn ba Winner nào một khúc vậy nè, đưa tay mình qua đây nè, trời ơi, muốn gấp đôi luôn, muốn gấp đôi luôn.
xe này đụng xong bấy nhầy hết mà cái sườn còn nguyên thì nó thật sự nó rất là tốt đó. Xe này tổng thiệt hại là sửa khoảng 20 triệu đồng, gần tới 20 triệu đồng luôn công. À, mà là muốn bằng chiếc xe rồi, nhưng mà tại sao người ta sửa này, giờ mình nói nè, thật ra nó hên chứ không có xui, tại vì nó xui là chết rồi. Nãy giờ là không, chưa chết là hên, có nghĩa là đụng tới mức độ là cái xe giống như cái nùi dẻ luôn mà còn sống thì là hên. Cho nên là theo cái quan niệm của chủ xe thì người ta nghĩ là đây là cái may mắn, và cái xe này có kỷ niệm sống chết sinh tử với người ta rồi, ok sửa lại luôn, dựng nó cũng được nữa, sửa lại luôn, sửa full chiếc xe này lại, làm lại hết luôn rồi để đó cất cũng được. À, là hên. Mình thì mình góc độ mình cũng nghĩ nó hên, tại vì tai nạn cỡ đó mà không chết là hên rồi chứ còn gì nữa đâu. À, chủ xe kia cũng vậy, xe cũng xe kỷ niệm luôn, sửa luôn thì thiệt hại mà sửa chiếc xe kia nó bằng có khoảng 1/4 xe này à, nhưng mà rõ ràng là cái sườn xe Honda quá ngon, lần này phải khen xe Honda quá ngon. Mà không phải là một chiếc này đâu, đã nhiều chiếc xe gặp mà cái sườn như vậy luôn, đụng cỡ đó luôn, nhiều anh em bị luôn, đụng cỡ đó luôn mà nó vẫn còn nguyên, có nghĩa là cái sườn Honda thiết kế rất là tốt, chất liệu cũng tốt. Hồi đó giờ mình thấy xe Honda là tai nạn là cái phần sườn ít bị tác động hơn xe da. Còn xe da thì dĩ nhiên xưa giờ bạn biết rồi, Exciter là cái phục nhúng đồ, từ cái đời F135 nhỏ trong kia luôn là cái phục nhúng nó đã không có được ngon như cái xe Honda Winner. Ở cái điểm này là mà chúng ta phải khen ngợi Honda. Ở mình thấy dàn chân Honda là nó tốt, dàn khung Honda nó tốt. Còn cái mâm á, thật ra cái mâm đó cái mâm mà bị hư dục đó là tại vì cái mâm đó là mâm độ ở ngoài thôi chứ không phải mâm zin đâu. Mình nghĩ nhiều khi đụng mâm zin thì cái mâm nó cũng không có xi xiển như cái mâm sau vậy đâu. Cái mâm sau tự nhiên đụng vậy mà cái mâm sau bạn thấy không, nó bấy nhầy luôn. Đó. Thì hai chiếc xe này đều là đụng xe tải hết, hai chiếc xe đều lủi xe tải hết. Và gần như là cái trường hợp đụng gần giống nhau, nhưng mà chiếc xe này mình thấy tốt nè, bữa nay làm clip khen. Và ngoài ra cái xe này thì do có bạn hỏi, do mình đăng trên Facebook á, lúc nó hư á thì có bạn hỏi mình là tổng thiệt hại khi sửa xe này là nhiêu tiền anh ABCD đó, thì ngày hôm nay mình làm clip này. Chiếc xe này sửa là gần 20 triệu nha, gần 20 triệu là gần bằng mua chiếc xe luôn á. Nhưng mà mình nói các bạn là sửa giá này còn rẻ đó, chứ còn mà vô hãng mua đồ full xé bịch chắc cầu 30 triệu không sửa nổi chiếc xe Winner X này đâu. Rồi đó, ngày hôm nay mình làm video clip để trả lời câu hỏi của một số bạn trên fanpage trên Facebook lúc mình đăng chiếc xe này bị tai nạn, về cái việc kinh phí sửa chữa xe này hư hỏng gì thì mình trả lời hết trong video clip này rồi. Nếu anh em cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh một việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.